Trưa Chủ nhật ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với khoảng hơn 3.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco, phục vụ Chủ nhật thứ 22 thường niên năm B, thuộc lại việc Chúa Giêsu khiển trách một số người Pharisêu và kinh sư coi trọng những nghi lễ bên ngoài và Chúa khẳng định không có gì từ bên ngoài vào bên trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được nhưng chính cái từ bên trong con người xuất ra mới làm cho con người ra ô uế. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng của Chúa Nhật thứ 22 thường niên cho thấy một số người pha và kinh sư ngạc nhiên trước thái độ của Chúa Giêsu. xu Họ lấy làm chướng mắt khi thấy các môn đệ dùng bữa nhưng không thực hiện các nghi thức truyền thống. Họ nghĩ cách làm này của các môn đệ là trái với thực hành tôn giáo. Chúng ta cũng có thể tự hỏi, nhưng tại sao Chúa Giêsu và các môn đệ lại bỏ qua các truyền thống này? Về cơ bản, những truyền thống này không xấu, nhưng chỉ là những tập quán nghi lễ tốt. Rửa tay sạch trước khi dùng bữa. Nhưng tại sao Chúa Giêsu không chú ý đến điều này? Bởi vì đối với Chúa điều quan trọng phải là đưa đức tiên trở lại trung tâm của nó trong tin mừng chúng ta luôn thấy điều này đưa đức tiên trở lại trung tâm hãy tránh rơi vào nguy cơ này đối với các kinh sư cũng như đối với chúng ta đó là tuân giữ các nghi thức bên ngoài trong khi đặt trọng tâm của đức tiên ở vị trí thứ yếu chúng ta cũng hay trang điểm cho linh hồn theo hình thức bên ngoài và không quan tâm đến trọng tâm của đức tiên đó là nguy cơ của một tôn giáo bề ngoài tỏ ra tốt đẹp bên ngoài nhưng lại bỏ qua việc thanh tẩy tâm hồn. Luôn có cám dỗ thực hiện một số việc sùng kính bên ngoài, nhưng Chúa Giêsu không hài lòng với việc thờ phượng này. Chúa không muốn một hình thức bên ngoài, Chúa muốn một đức tin chạm đến con tim. Thật vậy, ngay sau đó, Chúa đã gọi đám đông dân chúng để nói một chân lý tuyệt vời: Không có cái gì từ bên ngoài vào bên trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng từ bên trong, từ lòng người, xuất phát những ý định xấu những lời này mang tính cách mạng, bởi vì vào thời đó, tâm thức của con người cho rằng một số thức ăn hoặc sự tiếp xúc bên ngoài làm cho người ta ra ô uế. Chúa Giêsu lật đổ quan niệm này. Không có cái gì từ bên ngoài vào bên trong con người lại có thể làm cho người ta ra ô uế được. Nhưng chính cái từ bên trong con người xuất ra là cái làm cho người ta ra ô uế. Anh chị em thân mến, điều này cũng liên quan đến chúng ta. Thường chúng ta nghĩ rằng những điều xấu chủ yếu đến từ bên ngoài, từ cách cư xử của người khác, từ những người nghĩ xấu về chúng ta, từ xã hội. Nhiều lần chúng ta đổ lỗi cho người khác, cho xã hội, cho thế giới, cho tất cả những gì xảy ra với chúng ta. Lỗi luôn là của người khác, của dân chúng, của người lãnh đạo, của rủi ro, vân vân. Các vấn đề luôn dường như đến từ bên ngoài và chúng ta dành thời gian để đổ lỗi nhưng dành thời gian để đổ lỗi cho người khác là lãng phí thời gian. Điều này làm cho chúng ta giận dữ, chua ngoa và làm cho con tim của chúng ta xa Chúa. Giống như những người trong tin mừng, họ than phiền, gây cớ vấp phạm, tranh luận và không đón tiếp Chúa Giêsu. Chúng ta không thể là Kitô hữu luôn than phiền, giận dữ, oán hận và buồn chán đóng cửa lòng trước Chúa. Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa giải thoát cho chúng ta khỏi việc đổ lỗi cho người khác. Chúng ta cầu xin ân sủng để không lãng phí thời gian làm ô nhiễm thế giới với những lời phàn nàn, bởi vì đây không phải là Kitô hữu. Tốt hơn, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc sống và thế giới, khởi đi từ tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào bên trong, chúng ta sẽ thấy hầu hết mọi thứ chúng ta ghét, nó không ở bên ngoài. Và nếu chúng ta thành tâm cầu xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cho thế giới trong sạch hơn bởi vì có một cách không thể sai lầm để chiến thắng cái ác đó là bắt đầu chinh phục nó bên trong chính mình khi các giáo phụ các đan sĩ được hỏi đâu là con đường nên thánh tôi phải bắt đầu như thế nào thì các vị trả lời bước đầu tiên là phải nhận lỗi về mình có bao nhiêu người trong chúng ta vào lúc nào đó trong ngày hoặc trong tuần có khả năng tự nhận lỗi về mình đây là sự khôn ngoan học nhận lỗi về mình anh chị em hãy cố gắng làm điều này, nó sẽ làm cho anh chị em tốt hơn. Xin Đức Trinh Nữ Maria đấng đã thay đổi lịch sử nhờ sự tinh tuyển của tâm hồn, giúp cho chúng ta thanh tẩy chính mình, trước hết là vượt qua việc đổ lỗi cho người khác và phàn nàn về mọi thứ. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với khoảng hơn 3.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco, phụng vụ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm B, thuộc lại việc Chúa Giêsu khiển trách một số người pha ri siêu và kinh sư coi trọng những nghi lễ bên ngoài và Chúa khẳng định, không có gì từ bên ngoài vào bên trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ bên trong con người xuất ra mới làm cho con người ra ô uế. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. tu fructu tu Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Significiamur promissionibus Christi. Benedica vos, omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình ở Afghanistan, đặc biệt là trong cuộc tấn công tự sát làm cho nhiều người chết hôm thứ Năm vừa qua. Ngài nói, tôi phó thác những người đã qua đời cho lòng thương xót Chúa. Tôi cảm ơn những ai đang làm việc để giúp đỡ dân tộc đang gặp thử thách này, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em. Tôi xin mọi người tiếp tục trợ giúp những người đang gặp khó khăn và xin cầu nguyện để đối thoại và tình liên đới dẫn đến thiết lập một sự chung sống hòa bình và huynh đệ và niềm hy vọng cho tương lai của đất nước trong thời khắc lịch sử này chúng ta không thể dưỡng dưng lịch sử của giáo hội dạy cho chúng ta điều này là khi tôi hữu hoàn cảnh này đòi buộc chúng ta phải dấn thân vì vậy tôi kêu gọi tất cả anh chị em gia tăng cầu nguyện ăn chay và sám hối đây là lúc làm điều này tôi nói một cách nghiêm túc đó là gia tăng cầu nguyện và ăn chay cầu xin chúa lòng thương xót và sự tha thứ Tiếp đến, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các thành viên của phong trào Laudato Si và cảm ơn về những dấn thân của họ cho ngôi nhà chung của chúng ta, đặc biệt trong thời gian của thụ tạo sắp tới. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia và chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Buon pranzo e arrivederci.